Tươi đẹp LA666, kênh trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp. Và chúng ta đang đứng ở đây là đền thờ của bà Trần Thị Dung, là người mà vua Trần đã phong tặng là linh từ quốc mẫu với đức trí uyên tuyền. Và... Ta gọi là động thiên hương thờ linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Dạ. Đấy, thì cái luật thờ bên nhà, bên mẫu ấy, thì bao giờ là thờ mẫu là phải ngồi giữa. Dạ. Còn bên trên là tam tòa thánh mẫu thì có là đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam thoái phục. Đấy, là tam tòa thánh mẫu, ta gọi là tam tòa thánh mẫu. Thì bên dưới là trên tam tòa thánh mẫu thì dưới là có tam vị ông hoàng, thì ông hoàng 3, hoàng 7 và hoàng 10. Còn bà Trần Thị Dung tức là